ai khổ thì kệ. Tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, vươn lên làm đại gia, giàu hơn trúng số độc đắc, tiền tỷ xếp đầy két. Vâng, thưa quý vị, đã bao giờ bạn thấy bản thân không biết phải làm gì với cuộc đời này hay chưa? Bạn có lẽ đang thực sự bế tắc. Bạn có thể đang cảm thấy thất vọng với cuộc sống đổ vỡ và trùng điệp khó khăn, thậm chí bật khóc giữa đêm thâu. Bạn có thể đang bị mỉa mai trong ngày hôm nay, bị từ chối và không biết làm sao để bước tiếp. Nhưng bạn ơi, bạn yên tâm, những ngày tối tăm chắc chắn sẽ kết thúc và mở ra cho bạn một tương lai sáng lạn, tràn trề hy vọng, giàu sang phú quý. Trời mưa dông rồi sẽ tạnh, mọi khó khăn đều sẽ vượt qua. Sau cái màn đêm đen tối là ánh sáng của buổi bình minh. Không có gì kéo dài mãi mãi cả đâu. Và mỗi một khoảnh khắc đều mang lại cho bạn một khởi đầu mới. Một năm mới sẽ mang lại cho bạn những cơ hội làm giàu mới. Điều duy nhất bạn cần làm lúc này là nắm bắt và thực hiện cơ hội đó mà thôi. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Lộc Phát Tử Vi rất hoan hỉ được chia sẻ đến quý vị và các bạn vận trình tử vi tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong năm 2023, đầy đủ về sự nghiệp, công danh, tài lộc, tiền bạc, tình duyên gia đạo và sức khỏe, đặc biệt là vận hung cát 12 tháng âm lịch. Xin mời quý vị cùng theo dõi để không bỏ lỡ vận may đổi đời của mình nhé! Trong số 12 con giáp, Châu là con vật đứng ở vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Ất Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Và tuổi Ất Sửu năm 1985 cũng mang những đặc điểm chung của những chú Châu và đồng thời cũng mang những nét riêng của tuổi Ất Sửu. Có thiên can Ất, những chú Châu này còn được gọi là Châu mang ngũ hành kim. Để biết tuổi Ất Sửu 1985 trong năm Quý Mão 2023 sẽ như thế nào, thì xin mời các bạn hãy cùng kênh Lộc Phát Tử Vi theo dõi trong bài viết dưới đây nhé. 1. Đặc trưng phân biệt người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 trong hệ tử vi đầu số. 2. Tử vi chi tiết tuổi theo sao chiếu mệnh, vận hạn, vận niên, tuổi âm của người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 trong năm 2023. 3. Tiết lộ chi tiết vận trình tử vi từng phương diện trong năm 2023, gồm sự nghiệp công danh, tiền bạc tài chính, tình duyên gia đạo và sức khỏe của Ất Sửu sinh năm 1985. 4. Luận hung cát 12 tháng của người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. 5. Tổng kết tử vi và cách hóa giải vận xui của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 trong năm 2023. Chi tiết như sau. Ất Sửu hay còn được gọi là Hải Nội Chi Ngưu, tức là Châu trong biển nước. Năm sinh dương lịch, từ 21 tháng 1 năm 1985 đến mùng 8 tháng 2 năm 1986. Năm sinh âm lịch, Ất Sửu, thiên can, Ất, tương hợp, canh, tương hình, kỷ, tân, địa chi, sửu, tam hợp, tỵ, dậu, sửu, tứ hành xung, thìn, tuất, sửu, mùi, mệnh, kim, hải trung kim, vàng trong biển, tương sinh, thủy, thổ, tương khắc, mộc, hỏa, mạng, hải trung kim, vàng dưới biển, khắc, bình địa mộc, con nhà bạch đế, phú quý, xương con trâu, tướng tinh con chó, ông quan đế độ mạng. Ất Sửu với nạp âm hành kim do can Ất, mộc, ghép với chi Sửu, thổ, mộc khắc nhập thổ bằng can khắc chi, cuộc đời nhiều thử thách và trở ngại ở tiền vận. Trung vận khá hơn vì hành thổ của chi Sửu sinh nhập hành kim của nạp âm. Hành giữa can và nạp âm không tương hợp ngũ hành, nên vài năm ở hậu vận thường xảy ra nhiều vấn đề, không được xứng ý tọa lòng như ước nguyện. Ất Sửu thuộc mẫu người cẩn trọng, làm việc gì cũng chu đáo, ít bị sai lầm, đặc tính của can Ất. Mẫu người trung hậu, thủ tín,
cẩn thận trước mọi vấn đề, nên thường chậm chạp, cầm tinh con trâu, nhiều bảo thủ nhưng giản dị trong cuộc sống và có tinh thần cách mạng cao độ. Ưu điểm của các tuổi Ất Sửu là tính kiên trì, tinh thần trách nhiệm cao, cân nhắc tỉ mỉ trước khi hành động. Khuyết điểm là rất cố chấp, bướng bỉnh, luôn luôn theo ý kiến của mình, dù được nhiều người có kinh nghiệm khuyến cáo. Sinh vào mùa xuân hay mùa thu là thuận mùa sinh. A. Nam mạng tuổi Ất Sửu 1985. Tuổi Ất Sửu là những người làm việc chăm chỉ, cần cù và không ngừng cố gắng, nỗ lực. Khi đã đặt ra mục tiêu, họ cố gắng phấn đấu đến cùng. Một khi chưa đạt được kết quả như mong muốn, họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Những người này thậm chí không cho phép mình chìm vào cuộc sống an nhàn, hưởng thụ. Khi người khác nghỉ ngơi, họ vẫn tiếp tục làm việc, với hy vọng sự nỗ lực của mình sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Cuộc đời Ất Sửu có nhiều biến động, thay đổi. Dù đã có một cuộc sống sung sướng, ổn định, nhưng sóng gió có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Điều đó không quá lo lắng khi Ất Sửu có khả năng thích ứng nhanh với mọi hoàn cảnh. Dù trong tình thế nào, họ cũng dễ dàng làm chủ được cuộc sống của mình. Ất Sửu là những người có vẻ ngoài khá nhút nhát, điềm tĩnh, nhưng lại có một trái tim vô cùng ấm áp. Khi yêu, họ không biết cách thể hiện tình cảm của mình cho đối phương biết. Điều đó khiến họ dễ đánh mất đi một nửa của mình và bị cho là một kẻ vô tâm, hờ hững. Là một người biết nhường nhịn, ứng nhân xử thế, nên Ất Sửu luôn biết cách dĩ hòa vi quý với người thân và mọi người xung quanh. Gia đạo không hoàn toàn hòa hợp, yên ấm, đôi lúc vẫn xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Tuy nhiên, với sự khéo léo, Ất Sửu biết cách dung hòa mối quan hệ giữa những người thân trong gia đình. Trên con đường xây dựng sự nghiệp, Ất Sửu gặp khá nhiều khó khăn và trở ngại. Bởi vậy, dù rất cố gắng phấn đấu, nhưng thành công thường đến muộn với họ. Phải từ năm 32 tuổi đổ đi, công danh và sự nghiệp mới sáng lạn, phát triển hơn. Tuy nhiên, vẫn chưa thể ổn định vững chắc được. Thời gian này có thể xảy ra những biến động và thay đổi về công việc, nhà cửa. Càng về sau, tài lộc càng dồi dào, sự nghiệp càng thăng tiến. B. Nữ mạng tuổi Ất Sửu 1985. Nữ tuổi Ất Sửu, cuộc sống lúc nhỏ tuy có nhiều khó khăn, vất vả, nhưng lớn lên lại gặp nhiều may mắn. Trong sự nghiệp gặp nhiều cản trở nhưng đều được giải quyết tốt đẹp. Sau kết hôn, con đường tài lộc đặc biệt phát triển, gặp nhiều điều tốt đẹp, về già có vận may về con cái. Tình cảm gia đình của nữ Ất Sửu rất thuận lợi, ban đầu có một chút bất hòa, nhưng thời gian về sau thì ngày càng được cải thiện. Công việc phát triển và tốt đẹp nhất là vào năm 35 tuổi trở đi. Các năm sau có nhiều điều may mắn, được quý nhân giúp đỡ nên gặt hái được nhiều thành công. Cuộc sống của nữ Ất Sửu có trải qua nhiều trắc trở khi còn trẻ, nhưng sau khi kết hôn lại được cải thiện rất nhiều, khá may mắn trên phương diện tình cảm. 2. Chi tiết tử vi tuổi Ất Sửu năm 2023. Thứ nhất, xem tử vi năm 2023 tuổi Ất Sửu 1985 theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Ất gặp quý, chủ về bình hòa, công việc làm ăn bình ổn, ít thăng trầm, tiền bạc cũng ổn định với không ít nguồn thu. Xét về địa chi, Sửu gặp Mão, bình hòa, chỉ công việc bình ổn, tài lộc đủ ăn đủ tiêu, kiếm được tiền nhưng cũng chi tiêu nhiều. Xét về ngũ hành, đương số mệnh kim gặp năm kim, chủ về bình hòa, không quá vất vả kiếm sống. Kim khí vượng hứa hẹn tài lộc thêm phần hanh thông, tiền bạc có chút dư dôi. Tiểu kết, nhìn từ tương quan giữa các yếu tố can chi hay ngũ hành bản mệnh và lưu niên, có thể đưa ra dự đoán về tử vi tuổi Ất Sửu năm 2023 như sau. Đây là một năm khá bình ổn, ít sóng gió thăng trầm, tiền bạc biến động theo chiều hướng tích cực hơn, nhưng chưa tới mức đột phá. Thứ hai, xem tử vi Ất Sửu năm 2023 theo sao hạn. Năm Quý Mão 2023, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, nam mạng gặp sao Thủy Diệu, nữ mạng gặp sao Mộc Đức.
A. Sao thủy diệu. Sao thủy diệu hay còn được gọi là thủy tinh, là một phước lộc tinh thuộc cửu diệu. Nếu ai được chiếu mệnh thì đó là điều may mắn, chủ về tài lộc hỷ. Sao này rất hợp cho người mệnh mộc và kim. Nó mang đến sự bất ngờ và may mắn trong công việc. Ảnh hưởng của sao thủy diệu đến cuộc sống của bạn. Đối với công danh, khi gặp sao này, nhiều người thăng tiến như rồng, vẫy vùng nơi biển cả. Xét về tiền bạc, tài sản, thì đương số sẽ trở về trên những con thuyền chở đầy kim ngân, tài bảo. Nhiều người đi làm ăn xa sẽ thu được thành công rực rỡ. Người mệnh kim gặp sao thủy diệu chiếu mệnh thì vô cùng hợp. Mệnh mộc cũng rất tốt, nhất là nữ giới. Nếu đi làm ăn xa thì mang được tài lộc về nhà. Người mệnh hỏa khi gặp chòm sao thủy diệu chiếu mệnh có đôi chút trở ngại, nhưng đó không phải là điều đáng lo. Vì vốn dĩ, thủy diệu là một phước lộc tinh rồi. Không nên đi sông biển, đi xa tránh qua sông qua đò, tránh gây tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu. Sao thủy diệu tốt, nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8. B. Sao mộc đức. Sao mộc đức là một phước tinh thuộc hành mộc trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Dù nam hay nữ mà được sao này chiếu mạng đều gặp may mắn. Một số tác động thường gặp đối với người có sao mộc đức chiếu mệnh. Quý nhân trợ mệnh có thể gặp người tốt chỉ bảo thêm trên con đường sự nghiệp, kinh doanh, được ví như vén mây mờ để nhìn thấy mặt trời, mặt trăng, thoát khỏi mờ mịt, tối tăm. Tuy nhiên, với người mới bắt đầu khởi nghiệp, cần thận trọng, đề phòng thất bại. Hôn nhân hòa hợp, tốt về mặt cưới hỏi. Nếu phụ nữ mang thai, gặp năm có sao mộc đức chiếu, thì tính cách đứa trẻ sau này kiên cường, điềm tĩnh, quyết đoán. Có bạn bè mới, có cơ hội thăng quan tiến chức, công việc bình an, sinh tài sinh lợi. Đối với việc học tập của một số người, thì năm này đánh dấu một mốc quan trọng trong sự nghiệp học tập của mình. Thường gặp thầy giỏi, bạn tốt, giúp đỡ trong học tập và giành được thành tích cao. Đề phòng thương tật ở mắt, gia trạch gặp bất hòa, nhưng mọi người trong nhà đều bình an, không có gì đáng ngại. Người mệnh kim hoặc mệnh mộc gặp mộc đức tinh thì sẽ gặp trở ngại ở tiền vận, nhưng cuối năm lại thuận lợi, an toàn. Khi ở hung vận, đề phòng thương tật ở mắt, gia trạch gặp bất hòa, nhưng mọi người trong nhà đều bình an, không có gì đáng ngại. Thuận lợi là thế, nhưng khi có sao mộc đức chiếu mệnh, không nên quá tự phụ, kiêu ngạo. Hãy khiêm tốn lắng nghe ý kiến mọi người xung quanh, đặc biệt là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước. Gặp phải chuyện khó thì bình tĩnh, tìm cách giải quyết. Năm 2023, tuổi Ất Sửu nam mạng gặp hạn thiên tinh, nữ mạng gặp hạn tam kheo. A. Hạn thiên tinh. Người gặp hạn thiên tinh nên đề phòng ngộ độc, sức khỏe suy giảm, cần thành tâm cầu Đức Phật phổ độ mới qua khỏi. Phụ nữ mang thai hạn chế trèo cao, kẻo té ngã. Ăn uống nên đề phòng ngộ độc, e bị trị thai. Căn cứ vào ý nghĩa của câu thơ viết về hạn thiên tinh, thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Theo đó thì khi gặp năm có hạn này, đương số dễ gặp rắc rối liên quan đến luật pháp, có thể bị kiện cáo, nặng thì bị truy tố, xét xử và chịu án phạt. Ngoài kiện cáo hình pháp ra, một dạng tai nạn dễ gặp do hạn thiên tinh gây ra, đó là tai nạn về ban đêm. Chữ dạ tai với chữ dạ nghĩa là đêm tối. Tai nạn về đêm thường là trộm cướp, té ngã khi trời tối. Hạn thiên tinh chủ về bệnh tiêu hóa, rối loạn chức năng tiêu hóa, đau bụng, dạ dày. Nặng có thể bị ngộ độc thực phẩm. Phụ nữ có thai dễ bị tai nạn thai sản, hư thai, bào thai và sức khỏe của sản phụ không được tốt. Nhiều người khác có thể té ngã độ cao. Một số người té ngã do trèo leo, với tay lấy các vật trên cao. Cách giải hạn thiên tinh như thế nào? Một trong những cách giải hạn thiên tinh được đề cập đến là tu dưỡng bản thân, trau dồi đạo đức phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện, tích lũy công đức, phúc vận. Nếu có khả năng thì nên ủng hộ, quyên góp giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đề phòng kẻ trộm thì bạn nên nuôi chó, tu sửa cửa cổng, tường bao an toàn, chắc chắn. Với phụ nữ có thai, đặc biệt không nên trèo cao hay lấy những đồ vật ở trên cao.
Khi cần, hãy nhờ một người nào làm giúp, không được tự mình thực hiện những công việc này. Theo đó, khi đi lại thì nên nhẹ nhàng, luôn luôn cẩn trọng, không được để té ngã hay bất kỳ một va chạm nào. Có như vậy, thai nhi mới được khỏe mạnh và phát triển tốt. Với tất cả mọi người, bao gồm cả phụ nữ có thai, đều cẩn thận việc ăn uống, thực hiện ăn chín uống sôi để phòng ngừa ngộ độc. Khi có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe thì chủ sự cần đi khám để điều trị ngay lập tức. Không được chủ quan, tránh hệ lụy về sau. Nên thành tâm cầu xin trời Phật để được tai qua nạn khỏi và sức khỏe nhanh chóng được phục hồi. B. Hạn tam kheo. Hạn tam kheo là hạn chủ về sức khỏe. Người gặp hạn tam kheo nên chú ý các bệnh về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương do xô xát. Ngoài ra, người gặp hạn tam kheo cũng cần nên đề phòng những chấn thương ngoại khoa như tay chân xương khớp. Người xưa dùng câu tam kheo thống nhãn thương thủ túc để mô tả tất cả những việc mà những người gặp hạn tam kheo phải gánh chịu trong vòng một năm. Về sức khỏe, những người có hạn tam kheo trong năm cần chú ý thường bị đau mắt và tay chân. Theo lộc phát tử vi, những tuổi gặp năm hạn tam kheo có thể bị các bệnh suy giảm thị lực, đau mắt, cận thị và một số người khác có thể mắc các bệnh liên quan đến xương khớp tay chân hoặc bị té ngã, dẫn đến tay chân bị thương tích. Về đời sống, không nên tụ họp ở những nơi đông người, tránh xa những sự khiêu khích và nhẫn nhịn trước những lời khiêu khích này, cũng như nhẫn nhịn trước mọi việc. Nếu không, rất có thể những điều này sẽ gây nên sự rắc rối trong cuộc sống cho bạn. Những cách giải hạn tam kheo có thể kể đến như sau. Thứ nhất, nên tu dưỡng bản thân, trau dồi phẩm chất đạo đức, làm nhiều việc lương thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người khác thường mang lại may mắn cả về sức khỏe lẫn công danh. Có thể nói, đây được coi là cách giải hạn tam kheo nói riêng, cũng như mọi loại hạn nói chung. Thứ hai, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ thị lực, nên tăng cường vitamin A trong thực phẩm, hạn chế tiếp xúc với nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh, khói bụi, ô nhiễm, giữ vệ sinh nguồn nước cũng rất quan trọng. Những bạn làm công việc liên quan đến cơ khí, hàn gắn thì cần phải trang bị bảo hộ đầy đủ, kỹ càng. Khi làm việc với máy tính, điện thoại với cường độ lớn thì cần nghỉ ngơi phù hợp. Thứ ba, vận dụng cách giải hạn tam kheo. Việc cải thiện phong thủy nhà ở cũng được đề cập đến, tránh để tình trạng hơi ẩm cao, giữ ấm khi thời tiết chuyển lạnh để đề phòng các bệnh về xương khớp, tay chân. Ngoài ra, nên vận động thể dục thể thao để có sức khỏe tốt. Thứ tư, đối với các vấn đề thị phi, miệng tiếng, châm biếm, đả kích, phê bình thì các bạn nên có kiến giải thông đạt, không nên chấp vặt, thù dai, để bụng, để tinh thần chất chứa những điều không vui. Hãy coi như họ nói đùa mà thôi. Thứ ba, vận niên năm 2023 tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Năm 2023, tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, gặp vận niên chư phùng hỏa. Chư phùng hỏa là hình tượng lợn bị gặp lửa, lợn quay. Năm nay có nhiều biến cố đột xuất, bản mệnh làm nhiều vất vả, nhưng thu nhập không được đáng là bao. Bản mệnh giúp đỡ người khác thì lại gặp cảnh làm ơn nên oán. Vì vậy, chi bằng bạn nên thủ thường an phận cho xong vậy. Dù có thời cơ, cũng phải suy xét cho kỹ lưỡng trước khi làm. Trong năm, gặp vận niên chư phùng hỏa, bản mệnh nên chỉ làm công ăn lương. Ngoài ra, cần giữ gìn tiền bạc tài sản cẩn thận. Đường công danh trong năm này, bản mệnh phải nhờ người giúp đỡ mới nên. Đường tình duyên của bản mệnh không có gì thay đổi lớn, về cuối năm sẽ tốt. Chuyện tình cảm năm nay rất tốt. Đối với người có gia đình thì năm nay sẽ không còn cảnh chuyện vợ chồng hay cãi vã nữa. Không khí tình cảm các thành viên trong gia đình dễ chịu. Đối với người còn độc thân sẽ tìm được tình yêu, cuộc sống tươi vui, hạnh phúc, tâm hồn hưng phấn. Thứ tư, xem vận hạn tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985,
năm 2023 theo tuổi âm. Năm 2023 không phải là thời điểm thích hợp cho tuổi Ất Sửu xây sửa nhà cửa vì phạm hoang ốc. Nếu vẫn muốn tiến hành, có thể làm thủ tục mượn tuổi, mọi chuyện đều sẽ ổn. 3. Đánh giá chung về tử vi năm 2023 tuổi Ất Sửu. Theo đà tử vi tuổi Ất Sửu 2022, năm 2023 Quý Mão tiếp tục được coi là một năm nhiều khởi sắc với người tuổi Ất Sửu trên nhiều phương diện. Tổng quan như sau, Quý Mão được nhận định là một năm phát triển hài hòa với người tuổi Ất Sửu ở phương diện công danh sự nghiệp. Tiếp đà từ năm trước đó, con giáp này vẫn đang duy trì được phong độ ổn định. Nỗ lực bỏ ra nhìn chung đều có thu hồi tốt, có cả cơ hội và thách thức song hành. Chỉ cần bạn làm tốt thì chắc chắn sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Đặc biệt, được sao dịch mã động tinh chiếu mệnh, đây là dấu hiệu cho thấy trong năm có sự dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc. Đó sẽ là cơ hội để rèn giũa bản thân khá tốt. Bạn không nên bỏ lỡ nếu được trao nhiệm vụ. Năm nay đề cao sự xông xáo, tức bản mệnh càng chủ động, dám nghĩ dám làm thì càng dễ tiến xa. Con giáp này được thúc đẩy tinh thần nên có thể sẽ đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo, ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển sự nghiệp phía trước. Cũng sẽ có những lúc bạn cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, chẳng lúc nào được ngồi yên một chỗ mà thường phải chạy đôn chạy đáo lo việc. Nhưng hãy yên tâm, cái gì cũng có giá của nó. Cứ nhiệt tình phấn đấu, ắt có ngày thu về thành quả lớn. Nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách, cho dù kết quả nhận được có là gì, bạn sẽ thấy mình không chỉ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá, mà còn có thể đứng vào hàng ngũ những người có tầm ảnh hưởng tại cơ quan. Thêm nữa, các mối quan hệ nơi làm việc của bạn cũng khá tốt đẹp trong năm 2023 này. Bên cạnh bạn luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng sẻ chia và hỗ trợ bạn khi được yêu cầu. Chỉ cần đừng ngần ngại sử dụng sức mạnh tập thể, đó sẽ là cách để bạn đi xa nhanh hơn. Xem tử vi năm 2023 thấy rõ, công việc trong năm suôn sẻ, tất nhiên cũng sẽ kéo theo tài lộc thăng tiến. Người tuổi Ất Sửu chắc chắn nhận được những trái ngọt về tài chính trong năm 2023 này. Với việc được hai tài tinh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, bản mệnh có nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, các hoạt động cầu tài diễn ra trong năm khá thích hợp, khởi sự tốt đẹp đúng như mong muốn của Sửu. Đặc biệt, người kinh doanh buôn bán được dự báo là sẽ có nhiều vượng khí hơn hẳn. Trong khi đó, người làm công việc cố định hoàn toàn hài lòng với mức thu nhập hiện tại từ công việc chính của mình. Trong năm này, cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới cùng lúc, khiến tuổi Ất Sửu choáng ngợp và lúng túng vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Cơ hội nhiều và có sẵn, vậy nên vấn đề của bạn là tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình. Chớ nên ôm đồm nhiều việc cùng lúc, tham quá hóa thâm. Việc hợp với người khác chưa chắc cũng đã thành công nếu làm theo. Chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút, bạn hoàn toàn có thể tìm ra hướng đi phù hợp để bắt đầu. Có rất nhiều điều kiện thuận lợi để Sửu thu tiền về túi. Song dù có nóng lòng muốn gia tăng tài sản đến đâu, bạn vẫn nên tính toán đến tính hợp lý và an toàn. Làm gì cũng phải toan tính cẩn thận, đánh giá tình hình khách quan và khôn ngoan hơn, kẻo cơ hội đến nhưng bản thân lại chịu thiệt vì sự nóng vội của bản thân. Ngũ hành bản mệnh tương sinh với ngũ hành năm, dự báo về một năm nhân duyên rộng mở, hạnh phúc đong đầy với người tuổi Ất Sửu. Người độc thân được vận khí hậu thuẫn để sớm cải thiện tình trạng hiện tại của mình. Cơ hội không thiếu, nhưng thành bại lại phụ thuộc vào việc bạn có chịu mở lòng đón nhận hay không. Tất nhiên, bạn vẫn cần thời gian tìm hiểu và xem xét cẩn thận về đối phương. Nhưng đừng quá khắt khe, kẻo bỏ lỡ người thật sự quan tâm tới mình. Đặc biệt, trong năm có dịch mã, thôi thúc sự dịch chuyển, đi lại, rất có thể con giáp này cũng đón nhận những mối duyên bất ngờ trong các chuyến đi đó. Nếu có cơ hội, hãy thử trải nghiệm du lịch một mình hay lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại, thư giãn đầu óc. Vì biết đâu,
nhân duyên mà bạn vẫn luôn tìm kiếm lại xuất hiện ở những dịp như vậy. Việc có người đồng hành chung bước sẽ khiến bạn thêm hăng hái, phát triển bản thân, nên cũng hãy cứ thử cho đôi bên cơ hội xem sao nhé. Các cặp vợ chồng hiếm khi xảy ra cãi vã, nếu có thì cũng chỉ xoay quanh vấn đề thường nhật, mức độ không quá nghiêm trọng, nên mọi thứ trôi qua khá nhanh. Tuy nhiên, do có sao quả tú, chủ về những suy nghĩ hỗn loạn, tâm lý phẫn uất chiếu mệnh, nên nếu giữa vợ chồng không có sự nhường nhịn nhau, thì mâu thuẫn dồn nén lâu ngày sẽ dễ bị đẩy lên cao trào, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Phương diện sức khỏe của tuổi Ất Sửu trong năm 2023 vẫn cần được chú ý nhiều hơn. Sao dịch mã khiến bản mệnh thường xuyên phải đi lại, chạy ngược chạy xuôi, giải quyết công việc, nên ảnh hưởng phần nào tới thể trạng. Nếu xảy ra áp lực tinh thần thì mọi chuyện sẽ càng thêm rối ren. Điều quan trọng nhất là bạn cần thời gian nghỉ ngơi và cân bằng lại trạng thái tinh thần. Trong năm, hãy dành ra các khoảng nghỉ thích hợp, giúp cơ thể được sạc lại pin. Bên cạnh bản thân, con giáp này cũng nên quan tâm tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Trong năm có hung tinh điều khách chiếu mệnh, chủ về tăng sự, bạn cũng nên chú ý vấn đề này. 4. Dự đoán tử vi hàng tháng năm 2023 của tuổi Ất Sửu. Trong tháng riêng, sự nghiệp của người tuổi Ất Sửu có thể phải đối mặt với những áp lực nhất định. Những yêu cầu có phần khắt khe từ cấp trên khiến bạn tốn thời gian để làm quen và thích nghi, ảnh hưởng tới khả năng thể hiện năng lực của mình. Tài lộc có sự tăng tiến, chi tiêu cũng tăng lên. Nếu không căn kê và quản lý tiền bạc hợp lý, bạn sẽ rất dễ gặp áp lực cả về mặt tài chính. Tháng này cũng không thích hợp tham gia đầu tư, nhất là về lĩnh vực bất động sản. Bù lại, cung đào hoa trong tháng rộng mở. Con giáp này nếu còn độc thân, dễ gặp được người khác phái phù hợp với yêu cầu của bản thân. Đôi bên đều có ấn tượng tốt về nhau. Tháng 2 âm lịch. Đây là tháng tuổi Ất Sửu có thể chịu được nhiều áp lực về mặt kinh tế, tài chính eo hẹp, nhắc nhở bản mệnh cần có những tính toán thận trọng. Đặc biệt, con giáp này trở nên tham gia đầu tư mạo hiểm hay nghe theo lời rủ rê. Tình hình sức khỏe cũng có thể gặp phải những bất lợi nhất định. Có hung tinh nhập mệnh, Sửu có thể bị va quệt, tai nạn, thương tổn thân thể. Tháng này cũng nên chú ý lời nói và hành động kẻo gây ra xô xát, đánh nhau. Trong tháng 3 năm 2023, tuổi Ất Sửu chưa có nhiều sự đột phá trong công việc, cạnh tranh vẫn khá cao. Bạn phải tự thân vận động và nỗ lực nhiều hơn, chứ không thể dựa dẫm vào bất cứ ai. Đối thủ cũng có thể gây nhiều bất lợi, bạn nên chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống. Tháng này cũng sẽ đề cao sự dứt khoát. Nếu có cơ hội phát triển, bạn chớ nên chần chừ. Có như vậy mới không bỏ lỡ những cơ hội có lợi cho mình. Tháng 4 âm lịch, vận trình của tuổi Ất Sửu đã có nhiều sự tăng tiến hơn trong tháng 4 này. Các dự án hợp tác, đánh giá chất lượng đều gặp nhiều thuận lợi. Mối quan hệ xã giao tốt đẹp đem đến cho bạn không ít cơ hội ngon ăn. Những người đang trong quá trình xin việc, tìm việc cũng sẽ nhận được sự quan tâm, nâng đỡ của quý nhân, đạt được điều mình muốn. Tháng 5 âm lịch, bạn vẫn giữ được phong độ phát triển từ tháng 4 trước đó, nhưng sẽ không còn suôn sẻ một bề như trước, bởi đối thủ cạnh tranh sẽ không dễ gì để bạn dễ dàng vượt mặt. Tháng này, tuổi Ất Sửu có thể thấy cơ hội không còn chỉ dành riêng cho mình. Điều này đòi hỏi bạn phải tăng tốc và nỗ lực nhiều hơn để không đánh mất lợi thế. Cũng trong tháng này, bạn có thể sẽ phát sinh thêm nhiều khoản chi tiêu ngoài dự tính. Có thể là vấn đề liên quan tới gia đình hoặc các chi phí sinh hoạt. Về tình cảm, tuổi Ất Sửu đón đào hoa trong tháng năm này, dễ có những cảm xúc ngọt ngào, đáng nhớ. Người độc thân cũng gặp được người phù hợp, nhiều điểm chung. Tháng 6 âm lịch, tuổi Ất Sửu có thể vấp phải những biến động trong sự nghiệp. Rất tiếc đều theo chiều hướng tiêu cực. Công việc của bạn không quá suôn sẻ. Nguyên nhân cũng do cái tính bướng bỉnh và cứng đầu của bản mệnh gây ra. Thậm chí, bạn có thể gặp xích mích trong nội bộ, ảnh hưởng ít nhiều đến tinh thần làm việc. Tháng này sẽ không thích hợp để tiến hành các dự án liên quan tới bất động sản, dễ bị thua lỗ do thị trường biến động hay bị tiểu nhân lừa lọc.
con giáp này vẫn có những cơ hội kiếm tiền trong tháng này, nhưng không quá rõ ràng. Nếu bạn chủ động tranh giành thì sẽ có phần thắng, nhưng cũng không nên bốc đồng hay bất chấp tất cả, kẻo được thì ít mà thua lỗ thì nhiều. Trong tháng 7 năm 2023, tuổi Ất Sửu đón đào hoa ngập lối. Chuyện tình cảm có những bước tiến bất ngờ. Dù là người độc thân hay người đã có đôi, hãy cứ chuẩn bị cho những tin vui trước mắt. Không chỉ tình cảm, phương diện tài lộc cũng có thu hoạch nhất định. Sự uy tín đã giúp bạn tạo dựng vị thế vững chắc trên thị trường, giữ được nguồn khách hàng ổn định. Tuy nhiên, cạm bẫy và lừa đảo vẫn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Bạn vẫn nên tỉnh táo và sáng suốt khi đưa ra quyết định. Tháng 8 âm lịch, nếu là người đang trong quá trình phấn đấu cho sự nghiệp cá nhân, chờ đợi một cơ hội để được thăng quan tiến chức, tháng này bạn có thể sẽ chiếm được ưu thế rõ ràng, rất có lợi cho đường tiến thân sau này. Các dự án đòi hỏi có sự hợp tác cũng sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ và tiến hành trôi chảy hơn trong tháng. Hiệu suất nhiều khi vượt cả mong đợi của bạn. Ngoài ra, nhân duyên của Sửu cũng có dấu hiệu rộng mở trong tháng, có thể giải quyết được một số khúc mắc từ trước đó. Nhiều người có mở rộng mối quan hệ, giao lưu kết bạn nhiều hơn và gặp được những người có chung lý tưởng. Tháng 9 âm lịch, tuổi Ất Sửu có thể khá đau đầu khi chưa tìm ra cách giải quyết cho những người xích mích với đồng nghiệp trong tháng này. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần làm việc của bạn. Hiệu suất cũng có thể vì thế mà sụt giảm. Nếu bạn không thể xử lý ổn thỏa, cấp trên có thể sẽ can thiệp và vấn đề sẽ không đơn giản như hiện tại đâu. Bù lại, tháng này, mặt tâm lý của Sửu cũng trở nên vững vàng hơn, nhất là trong chuyện tình cảm cá nhân. Những tổn thương quá khứ không còn là nỗi dằn vặt với bạn. Con giáp này càng thêm trân trọng cuộc sống của bản thân. Tháng 10 âm lịch, tuổi Ất Sửu nên tăng cường học hỏi, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao chuyên môn của bản thân trong tháng 10 năm 2023 này. Có như vậy, bạn mới không bỏ lỡ những cơ hội phát triển trong sự nghiệp. Đôi khi, cơ hội tới, nhưng bản thân bạn lại chưa đủ năng lực để đón nhận. Cuối cùng, bỏ lỡ rất đáng tiếc. Những người kinh doanh nên kiềm chế lòng tham và ham muốn của mình. Đừng tham gia vào những lĩnh vực mình không chắc chắn. Đầu tư mạo hiểm có thể sẽ thu được món lợi không nhỏ, nhưng rủi ro kèm theo cũng lớn hơn rất nhiều. Tháng 11 âm lịch, đây sẽ là một tháng có nhiều thu hoạch bất ngờ với tuổi Ất Sửu, đặc biệt là ở phương diện tài chính. Bạn có nhiều cơ hội hợp tác với những khách hàng tiềm năng và phù hợp với chiến lược mà bạn muốn hướng tới. Hiệu quả công việc được nâng cao cũng sẽ kéo theo thu nhập khởi sắc. Nhưng dù có nhiều tiền đến đâu, bạn cũng không nên vội vàng dấn thân vào những dự án đầu tư mà bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm. Đừng chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt mà mơ đạt được lợi nhuận cao, trong khi bản thân không cần bỏ ra quá nhiều công sức. Nếu không cẩn thận, bạn không chỉ có nguy cơ thua lỗ mà còn có thể vi phạm pháp luật, dẫn đến rắc rối không đáng có. Tháng 12 âm lịch, tháng này Sửu có tâm lý muốn phản kháng, chống đối lại những quy định nghiêm ngặt tại nơi làm việc. Bạn cho rằng chúng đang kìm hãm sự phát triển của bản thân và bày tỏ thái độ rõ ràng. Bạn có thể đề bạt ý kiến với cấp trên, nhưng cũng nên chú ý thái độ của bản thân, chớ nên vượt quyền. Lưu ý rằng trong tháng này có hung tinh chiếu mệnh, bạn không nên chơi bài bạc đỏ đen hoặc tham gia đầu tư mạo hiểm, nếu không cũng sẽ gây ra những tổn thất nhất định. 5. Tổng kết tử vi tuổi Ất Sửu năm Quý Mão 2023. Vẫn trên đà khởi sắc, 2023 sẽ là năm mà người tuổi Ất Sửu gặt hái được khá nhiều thành công, cả ở trong sự nghiệp và tình yêu. Dù khó tránh khỏi một vài trở ngại khi các hung tinh xuất hiện, nhưng nhìn chung, đường số được quý nhân phù trợ, vượt qua khó khăn khá dễ dàng. Dưới đây là cách hóa giải những vận xui trong năm 2023 ở các phương diện. Về sức khỏe, trong năm cần chú ý tới phương diện sức khỏe nhiều hơn cả, bởi có dịch mã động tinh thôi thúc, bản mệnh thường xuyên phải đi xa, công tác, du lịch, đi học nâng cao. Có sức khỏe là có tất cả, Sửu hãy luôn nhớ đến điều này trong năm tới nhé. Về công việc,
có thể hồn hạp làm ăn với bạn bè hoặc tự mình khởi nghiệp. Một khi đã xác định được mục tiêu rõ ràng, hãy mạnh dạn thực hiện triệt để, đừng quá do dự, kẻo lỡ thời cơ. Về tiền bạc, năm tài khí vượng, tiền kiếm được nhiều, nhưng nếu không biết cách đầu tư sinh lời, e rằng số kiếm được cũng chỉ như muối bỏ bể. Đương số nên tìm hiểu một số kênh đầu tư khác ngoài công việc hiện tại. Về tình cảm, người độc thân nên chủ động mở rộng quan hệ xã giao, như thế mới dễ tìm được người ưng ý. Nên hạ bớt cái tôi xuống thì tình duyên bớt trắc trở. Với các cặp vợ chồng đang có ý định sinh con năm 2023, có thể trưng thêm tượng voi trong phòng ngủ, dễ thu hút cát khí hơn. Quý vị thân mến, người ta có câu đồng tiền đi liền khúc ruột, tiền bạc là thứ không thể thiếu được, nhất là trong cuộc sống hiện tại này. Không phải tiền bạc là cuộc sống, nhưng trong cuộc sống cần có tiền. Tiền bạc của cải có thể giúp chúng ta giải quyết nhiều nhu cầu trong cuộc sống của mình. Theo lời Phật dạy thì tiền bạc và tài sản là phương tiện để chúng ta sinh sống, phục vụ cho nhu cầu cá nhân, cũng để hoằng pháp lợi sinh. Người Phật tử nên có công ăn việc làm ổn định để nuôi sống được bản thân, giúp ích cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên, cần phải lựa chọn nghề nghiệp chân chính, chứ không phải cứ làm ra tiền là được. Không nên làm những việc gây tổn hại cho xã hội, cho cộng đồng, cho nhân loại như mua bán vũ khí, nô lệ, phụ nữ, các chất gây nghiện, gây say, chế tạo thuốc độc hay trực tiếp sát sinh. Phải biết rằng những việc kể trên sẽ tổn hại đến âm đức, gây đau khổ cho bản thân và gia đình trong hiện tại và tương lai, gây nên nghiệp báo chẳng dễ dàng hóa giải. Hơn nữa, người Phật tử chân chính có lòng từ bi, thương xót chúng sinh, sẽ không vì lợi ích nhất thời của bản thân mà gây hại cho người khác. Đồng tiền làm ra không chân chính sẽ hại người, cũng hại cả chính bản thân mình. Đồng tiền phi pháp, phi đạo đức, không được tạo ra bằng công sức của bản thân mình, sớm muộn sẽ bị tiêu tán mất. Trong đạo Phật có nói, tiền bạc bất chính sẽ bị năm nhà cuốn trôi. Đó là nhà lũ lụt, nhà hỏa hoạn, nhà trộm cướp, nhà vua quan tịch thu và nhà con cái bất hiếu, phá sản cùng những tai họa bất ngờ khác.